chính Mundeco đã đi tìm hiểu thì cũng thấy là cái lượng traffic đặc biệt vào thời điểm này sau khi cao tốc được hoàn thành thì rất là cao và nhu cầu du lịch tại đây cũng rất là lớn. Mega Living nhận thấy là một cái làn sóng du lịch của Phan Thiết đang phát triển, nhất là sau khi thông xe cao tốc Phan Thiết. Sau cái ngày lễ 2 tháng 9 mà lượng khách đến với lại Nova World rất là đông. Đó là sóng du lịch về phát triển kinh tế tại dự án thì Ludisai đã hoàn thiện từ đầu năm 2022 đến nay đã hơn 15 căn, bàn giao cho quý khách hàng đưa vào quá trình vận hành. Vào Tết Dương năm 2024 thì hiện tại Ludisai đã cung cấp thêm hệ thống máy móc kỹ thuật theo yêu cầu của dự án. At Home rất vui mừng trong buổi workshop ngày hôm nay, At Home đã chốt deal nóng 5 hợp đồng thi công và còn ghi nhận nhiều khách hàng tiềm năng để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng tại dự án. At Home chuẩn bị setup văn phòng đại diện tại dự án nhằm hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu trong quá trình khai thác và sử dụng dịch vụ. Trong khoảng 2-3 ngày tới thì có thể sẽ chốt được thêm nhiều hợp đồng hơn nữa. Thì đối với mình đây là một cái bước khởi đầu rất là tốt. Để hoàn thiện một cái căn mà các anh chị có thể dọn về ở đón Noel hoặc là đón Tết Tây thì chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ sẽ là thời điểm mà thuận lợi nhất.